phiên bản tiếng Nhật ha. Đây là phiên bản tiếng Nhật. Rồi cao các cala lại dễ hướng dẫn sử dụng gì đó thì cũng không quan trọng lắm. À, bây giờ dùng tiếng đi. Đấy, như mọi lần son rồi click vô thì play là nó kêu thôi. Đó, đã kết nối với đàn rồi. Rồi khi kết nối với đàn vậy rồi á, em có thể chuyển qua cái chỗ hình này nè, là có nốt luôn. Vì vậy nếu mà chuyển thành cái iPad, mình nhìn bằng iPad thì sẽ rõ và mình có thể đàn được nốt của nó luôn. Đó, và thay đổi tốc độ được luôn nha. Cần tay trái kiểu như tay phải, tay trái này tắt đi thì nó cũng tắt cái tay trái đi để cho mình đàn. Nên mình tập từng tay mình ghép vô đó là